Chào cả nhà. Hôm nay mình đang có mặt tại ấp Tam Hòa, xã Đức Lộc Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cả nhà. Hôm nay mình đi ngang đây có bắt gặp cái bông chanh cả nhà. Bông chanh rất là đẹp. Cả nhà giờ thấy nguyên một cái đồng chanh rất là lớn. Rất là lớn luôn cả nhà. Để rất là nhiều, rất là rộng. Có người ta đi ngang á, người ta thấy đẹp, người ta quay phim quá nhiều luôn cả nhà. Mình thấy vậy cái mình cũng gần là mình quay một clip cho cả nhà cùng xem. Quá đẹp luôn. Rất là nhiều bông chanh người ta đang chụp hình để làm kỷ niệm với cả nhà. Quá nhiều. Quá nhiều bông luôn, nguyên một cánh rộng lớn. Như đây là khoảng 10.000 mét vuông á cả nhà. Khoảng 1 hecta. Quá nhiều cánh đồng chanh. Bông của nó là cả nhà. Bông của này là bông chanh, nó già rồi nó ra bông. Cái bông rồi xong rồi cái có mùa. Đây là đang mùa của bông chanh cả nhà. Quá đẹp luôn. Bên kia là đường tỉnh lộ 8 cả nhà. Đó là đường tỉnh lộ 8, một hướng về Củ Chi, một hướng về tỉnh Long An. Đây là đường tỉnh lộ 8 ngay cầu Thầy Cai cả nhà. Đó là khu công nghiệp Trần Anh. Bên kia là khu công nghiệp Ánh Hồng cả nhà. Đây là năm đường tỉnh lộ 8 này, dân ở Bình Dương, Tây Ninh với Củ Chi đồ về đường N2 đều rất là đông cả nhà. Đây là đầu đường N2 cả nhà, hướng về miền Tây Đồng Tháp, chợ Tháp 10. Khu công nghiệp Trần Anh, Thái Hòa, khu dân cư cũng đông đúc, có như rất nhiều công nhân. Ồ, cái nền này rất là khô luôn cả nhà, đất này rất là khô. Sao mà có chanh này nó sống được hay cả nhà. Đó là rất là khô luôn á. Khô cứng hay là cứng. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Thấy cái đồng này mình mê quá. Cái này mà có nhiều bạn mà mình cắm trại, mình sinh tồn cả nhà. Rất là đẹp. Để mình đi tiến sâu vô trong cánh đồng này cả nhà. Quá cánh đồng quá bự. Nguyên giữa cánh đồng rất là đẹp luôn. Bao la, đâu đâu cũng là chanh. Quá rộng. Quá rất là đẹp. Nguyên cánh đồng rất là đẹp cả nhà ơi. Bên kia là cầu Thầy Cai cả nhà, cầu Thầy Cai ranh giới của Củ Chi và Long An. Bên kia cầu là Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, còn bên đây cầu là Đức Hòa, Long An cả nhà. Cách một cái cầu mà nó là cái ranh giới. Ở phía bên cầu có khu sở thú Mỹ Quỳnh cả nhà. Bên Long An này có sở thú Mỹ Quỳnh nữa, cả nhà có điều kiện thì cứ đi ngang ra đây và ghé vào sở thú Mỹ Quỳnh nữa cả nhà. Sau vô trồng cái chanh nó càng lớn đó nha. Quá rộng. Nó quá cao luôn. Cả nhà ơi. Wow. Rất là lớn. Như một cánh đồng bao la luôn cả nhà. Bên kia là có gia đình, đó là hai vợ chồng với đứa con, là thấy đẹp quá cũng quay phim chụp hình để làm kỷ niệm. Rất là đẹp luôn. Wow. Đó có một chiếc xe hơi nó đang thấy đẹp quá, đã cũng ngừng lại tính chắc vô đây quay phim nữa cả nhà. Có một chiếc xe hơi đang ngoài đầu đường đang đậu ngoài đó, đầu đường đang chắc
vô đây thấy mình quay phim đẹp quá nên vô đây quay phim nữa rồi cả nhà ơi. Mình có thêm bạn đồng hành rồi cả nhà. Có thêm bạn đồng hành rồi. Có thêm bạn để quay xuống đây quay phim chụp hình rồi cả nhà ơi. Rất là đẹp. Mình đi vậy không chừng mình gặp tổ chim luôn á cả nhà. Trong đây thường thường nó làm tổ trong đây mà sao nãy giờ chưa thấy. Vài ngày nữa là nó sẽ chết, nó rụng hết rồi cả nhà, nên không còn đẹp nữa. Rất đẹp luôn, khách lại rất là đẹp cả nhà ơi, khách lại tham quan và chụp hình làm kỷ niệm quá nhiều. Nãy giờ là mấy lượt mấy đoàn luôn rồi, đoàn này đi chụp hình quay phim xong rồi tới đoàn kia. Này phải đất của mình đó là mình sẽ làm hàng rào rồi mình làm cái khu du lịch luôn. Bây giờ khách đã tham quan là có khu du lịch ăn uống luôn. Ồ. Rất đẹp quá nha. Trong đầu cũng là bông tranh. Rất đẹp. Ồ, mình đi tìm mấy gia đình nữa lại quay phim nữa. Mấy gia đình luôn. Mấy gia đình đang quay phim luôn cả nhà. Rất đẹp. Bao la luôn. Vì nó cao quá chứ nó ngang bụng luôn cả nhà. Tầm có mét á. Được vài ngày cái nó rụng hết à. Anh ở đâu? Bên Hậu Nghĩa qua đây ghé ra chơi. Ta chưa tới được mình, nó phân lô ra. Ở trong này Thái Hòa. Đẹp ghê. Ở
Mà năm rồi cũng có nữa. Năm rồi cũng có giống vậy đó nè, mà không có chụp hình. Năm nay vô mình quay phim chụp hình kỷ niệm. Múc múc trong đó, người ta vô đó luôn kìa. Vô múc trong đó luôn, cái xe hơi đằng kia quá, vô múc trong đó luôn. Tiền không, hai mặt tiền luôn. Ở trong này nó bán 8-900 triệu nền. Trong Trần Anh nè, trong sao công nghiệp nè, năm 17 ngang năm vậy, ngang năm vậy 17 8-900 nền nè, 8-900 triệu nền. Bây giờ á, bây giờ có, con còn mấy lô chồng á, con có mấy lô chồng á, đằng này nè. Giờ trong đó nó đông lắm, nó là sau lưng công nghiệp này nè, con Dũng giữa công nghiệp luôn, không có mấy lô trong này. Bây giờ trong đó công nhân đông lắm á, đâu giờ mua người ta cũng mua, người ta kinh doanh á, nhanh ta bán lại đẹp quá, nhiều lắm. Mà chiều giờ đi ngang đây mấy lần thấy ta vô chụp hình nhiều lắm, đẹp quá ta chụp hình. Năm rồi cũng vậy nữa, giờ hai cặp đó đi lúc ở trong đó luôn rồi. Vô mê quá, có đứa nít trong đó nữa, đây mê mát. Chiều quá, chiều là mát. Quay YouTube. Quay YouTube, mình đăng YouTube. Anh bấm kênh Danh Sen là có em. Danh Sen. Này chúc và mai em đăng. Đăng chơi, đăng cảnh đẹp chơi. Bông sen, anh có điện thoại mở lên luôn có liền à. Mở lên có. Mẫu mẫu không á, cái nó phân lô ra nó bán. Anh bấm chữ đăng ký giùm em luôn. Dạ, cảm ơn nhiều. Quê chơi kỷ niệm ở quê vòng vòng đây nè, quê ở Củ Chi, gốc ở Đồng Tháp mà lên Củ Chi rồi làm nhà hang đá trong này. Trong chỗ Trần Anh nè, hãng nước đá. Em ở Đồng Tháp. Mà clip ngắn nào cũng có, clip ngắn như giống như TikTok vậy đó, kéo kênh á. Hôm nay mình đăng kỷ niệm cũng có tiền rồi đó, tháng rồi được 2 triệu mấy rồi đó, 4-5 tháng á nghe, 4-5 tháng được 2 triệu mấy á. Bốn năm tháng nay mà có 2 triệu mấy á. Khó lắm. Cái iPhone ở trong rung á, anh chỉ quay iPhone ở trong rung sẵn rồi. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, clip mình cũng đã dài. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hẹn cả nhà vào clip sau, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà rất nhiều.